Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, theo tin bão mới nhất, khi bão Kanun rời Đài Loan, Trung Quốc, hai cơn bão mới có thể sớm hình thành. Trang Taiwan News dẫn dự báo bão của chuyên gia thời tiết Đài Loan China Han Xixin nhận định, sự phát triển của các cụm mây ở Tây Bắc Thái Bình Dương không loại trừ khả năng có thể dẫn đến hai cơn bão riêng biệt hình thành trong vòng 7 ngày tới. Điều này xảy ra khi bão Kanun đang dần di chuyển ra khỏi Đài Loan, mặc dù vùng ngoại vi của bão dẫn đến luồng gió Tây Nam mạnh mang theo mưa lớn đến các khu vực miền núi phía Nam. Trong bài đăng trên Facebook ngày 31 tháng 8, chuyên gia Chia lưu ý chỉ có 6 cơn bão nhiệt đới hình thành từ tháng 1 đến hôm Chủ nhật vừa qua. Thông thường, từ tháng 1 đến tháng 7 có khoảng 8 cơn bão. Ngoài ra, tháng 8 có thể là thời gian cao điểm hình thành bão. Đây là thời điểm giữa mùa bão tháng 7, tháng 9. Trung bình, mỗi năm có khoảng 5,5 cơn bão hình thành trong tháng này. Nhà khí tượng học Ngô Ngạn Tổ cho biết, theo mô phỏng thời tiết của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn Châu Âu, vào ngày 30 tháng 8, bão nhiệt đới Lan, cơn bão thứ 7 trong năm có thể hình thành ở vùng biển phía đông nam Nhật Bản. Xác suất hình thành của cơn bão là 50% do vĩ độ và khoảng cách cao. Bão hướng về phía Bắc không có cơ hội tác động đến Đài Loan. Bão Kanun được cho là cơn bão kỳ lạ trong năm 2023, hướng đi phức tạp, vòng đi vòng lại Nhật Bản-Trung Quốc. Ngày 30 tháng 8, Cục Khí tượng Hàn Quốc KMA cho biết bão Kanun dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông Hàn Quốc cuối tuần này, khiến các khu vực phía đông nam của bán đảo Triều Tiên có mưa lớn. Tuy nhiên, các bản tin dự báo thời tiết sau đó của KMA dự đoán bão Kanun đã dịch chuyển đến gần bán đảo Triều Tiên hơn. Trước đây, nó được dự báo sẽ tấn công các vùng phía nam của Nhật Bản trong khi cách xa Hàn Quốc. Theo KMA, Kanun sẽ bắt đầu gây mưa vào đêm mai ở Busan, Ulsan và phía nam tỉnh Gyeongsang. Khi cơn bão di chuyển về phía Bắc, sẽ ảnh hưởng đến Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang và tỉnh Bắc Chaecheong, Gangwon và Gyeongji vào sáng ngày 31 tháng 8. Đảo Ulyung và Dokdo sẽ hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn và gió mạnh trong tuần. Đến ngày 1 tháng 9, bão sẽ di chuyển xa hơn về phía Bắc và ra khỏi Hàn Quốc, hướng ra biển, cách thành phố Ulsan ven biển phía đông của Triều Tiên khoảng 70 km. Bão Kanun bắt đầu phát triển trên vùng biển phía đông Philippines và dịch chuyển lên phía Bắc. Sáng hôm Chủ nhật, bão đến vùng biển tỉnh Okinawa của Nhật Bản khoảng 190 km về phía Bắc với sức gió 119-158 km/h. Trong ngày thứ 2 và thứ 3, bão Kanun cua gấp về phía Tây, hướng về tỉnh Kagoshima của Nhật Bản và tiếp tục di chuyển về phía Bắc, hướng tới vùng biển phía đông của Hàn Quốc. Bão Kanun áp sát Hàn Quốc nhất khi đến vùng biển phía đông nam Busan, cách đó khoảng 60 km vào ngày 31 tháng 8, khi bão di chuyển theo hướng Bắc giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Thưa quý vị, mưa lũ lớn ở Trung Quốc khiến mực nước 21 con sông ở lưu vực sông Hải Hà vượt mức cảnh báo, trong đó 8 con sông đang ghi nhận lũ lớn kỷ lục. Lưu vực sông Hải Hà ở miền Bắc Trung Quốc đang trải qua lũ lụt tồi tệ nhất do mưa bão kể từ năm 1963. Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông tin hôm thứ Sáu. Những đợt mưa lớn từ tuần trước khiến mực nước 21 con sông ở lưu vực sông Hải Hà vượt quá mức cảnh báo, trong đó 8 con sông đang ghi nhận lũ lớn kỷ lục kể từ khi theo dõi dữ liệu, Tân Hoa Xã đưa tin. Ông Giang Bang, quan chức của Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà chỉ ra, lượng mưa tích lũy trong lưu vực sông có diện tích 320.000 km2 đạt 43,2 tỷ mét khối trong thời gian 4 ngày, tạo thành mực nước dâng trung bình 135mm. Theo ông Giang, lượng mưa trung bình hàng năm ở lưu vực sông Hải Hà là 525mm, nghĩa là vào thời điểm hiện tại, khu vực này nhận được 1/4 lượng mưa hàng năm trong 4 ngày. Dữ liệu mưa lũ ở Trung Quốc cho hay, năm 1963, lưu vực sông Hải Hà đã đón 60 tỷ mét khối nước mưa trong một trận mưa kéo dài một tuần. Lưu vực sông Hải Hà của Trung Quốc có mật độ dân cư đông đúc và có liên quan tới nhiều thành phố lớn và vừa, trong đó có Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Đường Sơn và Tân Hoàng Đảo. Ông Hàn Thụy Quang, Phó Giám đốc Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà cho biết, nước lũ đang di chuyển từ thượng nguồn và trung lưu xuống hạ lưu. Trọng tâm chính hiện nay là để nước lũ chảy ra vịnh Bột Hải một cách an toàn.
cũng liên quan tới mưa lũ ở Trung Quốc, Tân Hoa Xã thông tin, nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất vẫn còn cao ở các vùng ngoại ô ở miền núi của Bắc Kinh. Bản tin dự báo thời tiết của cơ quan thời tiết Bắc Kinh cho hay, dự báo thủ đô của Trung Quốc xảy ra dông bão trong ngày thứ Bảy. Bắc Kinh đã phát cảnh báo màu vàng, mức cảnh báo thấp thứ hai về mưa lớn, gió giật mạnh và sấm sét cho thành phố. Cơ quan thời tiết cũng cảnh báo về các thảm họa địa chất như sạt lở đất ở hầu hết các khu vực miền núi của Bắc Kinh. Đặc biệt, các quận ngoại ô Phong Sơn, Môn Đầu Câu và Mật Vân có nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Trong vài ngày qua, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa lớn nhất kể từ khi bắt đầu ghi dữ liệu 140 năm trước. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt, khiến 11 người chết tại Bắc Kinh. Về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc, bản tin khác của Tân Hoa Xã cho biết một người chết và 4 người mất tích do mưa lớn ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Khoảng 134.000 người chịu ảnh hưởng của mưa lớn ở Thư Lan, với hơn 14.300 người phải sơ tán. Mưa liên tục xảy ra ở Thư Lan từ tối thứ Ba. Tính tới 15 giờ chiều thứ Sáu, lượng mưa trung bình ở thành phố này đạt 111,7mm. Trong bối cảnh mưa bão nghiêm trọng, hôm thứ Sáu, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc thông báo chi thêm 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 14 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương cho các tỉnh Thiên Tân và Hà Bắc. Trước đó, Trung Quốc đã phân bổ khẩn cấp 100 triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết và phục hồi sau thiên tai ở Bắc Kinh và Hà Bắc. Với ngân sách bổ sung công bố hôm thứ Sáu, tổng cộng 100 triệu nhân dân tệ đã được phân phối cho Hà Bắc, trong khi Thiên Tân và Bắc Kinh mỗi thành phố nhận 50 triệu nhân dân tệ, khoảng 700 triệu đô la Mỹ cho phục hồi và tái thiết sau thảm họa. Giới chức Trung Quốc đã phát động nỗ lực cứu hộ và cứu trợ quy mô lớn để ứng phó với mưa bão nghiêm trọng ở nước này. Hôm thứ Sáu, Bộ Tài chính và Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng tuyên bố dành 450 triệu nhân dân tệ, khoảng 62,7 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ khôi phục sau thiên tai ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Tại tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc phát cảnh báo lũ lụt cấp cao nhất tại sông Đà Đà, Tu Tu do mưa lớn. Trong cảnh báo lũ lụt Trung Quốc, cơ quan thủy văn tỉnh Thanh Hải nhấn mạnh trạm thủy văn tại sông Đà Đà, nơi phát nguyên của sông Dương Tử, ghi nhận lưu lượng nước ở mức 852 mét khối trên giây, đạt đến mức lũ lụt nghiêm trọng, đài CGTN thông tin. Cơ quan thủy văn Thanh Hải cũng kêu gọi giới chức các khu vực dọc theo sông Đà Đà có biện pháp phòng ngừa, sơ tán dân, đặc biệt là ở trấn Tang Gula và huyện Chí Độ. Sông Đà Đà là một trong ba nguồn của sông Dương Tử, con sông dài nhất ở Trung Quốc và dài thứ ba trên thế giới. Sông Đà Đà bắt nguồn từ những sông băng của dãy núi tuyết cách Lạp Đan Đông và lấy nước từ một số sông băng trong khu vực. Dòng sông đóng băng từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau và nước sông dâng cao vào tháng 6 khi băng tan. Mực nước của sông Đà Đà đạt đến đỉnh điểm vào tháng 8. Cũng liên quan tới lũ lụt Trung Quốc, hôm Chủ nhật, thành phố Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc đã phát động báo động đỏ, mức cảnh báo cao nhất, với lũ lụt có thể xảy ra ở sông Đại Thanh Hà, một nhánh chính của sông Hải Hà, dòng sông đang trải qua trận lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1963. Trưa hôm thứ Sáu, nước lũ sông Đại Thanh Hà đã đến phạm vi Thiên Tân và thành phố đã đưa vào sử dụng khu vực ngăn và giữ nước lũ. Các lực lượng có liên quan, phương tiện khẩn cấp và vật liệu cứu trợ thiên tai đã được gửi đến khu vực trữ nước lũ. Việc gia cố kè ngoài của đường sông đang được tiến hành ở Thiên Tân. Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, hiện tại lưu vực sông Hải Hà ở miền Bắc Trung Quốc đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất do mưa bão gây ra. Cũng theo Tân Hoa Xã, Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cập nhật mức độ ứng phó lũ lụt ở Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc và Cát Lâm, Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc. Ứng phó lũ lụt khẩn cấp đã được nâng lên cấp 3, cấp cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Do lượng mưa lớn kể từ 2 ngày trước dẫn tới lũ lụt ở một số khu vực này, lưu lượng đỉnh lũ được dự báo sẽ tới những trạm thủy văn trên một số sông trọng điểm. Ví dụ, lưu lượng lũ đỉnh điểm lên tới 7.500 mét khối trên giây sẽ tới trạm thủy văn Trường Giang Đồn ở hạ lưu sông Mậu Đơn Giang trong ngày thứ hai vừa qua. Mưa bão và lũ lụt cũng đã tàn phá miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc trong tuần qua. Trong đợt lũ lụt Trung Quốc mới nhất, 4 quan chức thành phố ở phía Đông Bắc nước này đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi thị sát. La Húc Đông, phó thị trưởng thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và 3 thành viên trong đoàn đã thiệt mạng trên đường đi đánh giá tình hình lũ lụt trong khu vực ngày thứ 6 tuần trước, Tân Hoa Xã thông tin. 4 quan chức gặp nguy hiểm trên đường đến hiện trường lũ lụt ở các thị trấn Khai Nguyên và Kim Mã ở Thư Lan, bản tin của Tân Hoa Xã nêu rõ. Trang tin tức Đại Trung có trụ sở tại Sơn Đông cho biết, thi thể của các quan chức thiệt mạng trong lũ lụt được tìm thấy vào khoảng trưa thứ Bảy. 4 quan chức thị sát lũ lụt bị thiệt mạng, nâng tổng số người chết ở Cát Lâm trong đợt lũ lần này lên 10 người.
trong suốt tuần qua, Trung Quốc đã trải qua mưa bão và ngập lụt tàn phá nhiều khu vực của đất nước. Lũ lụt ở Trung Quốc có một phần nguyên nhân là do siêu bão số 3 đổ bộ vào miền đông nam nước này. Bão số 3 đã tàn phá Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc gần đó, sau đó gây ngập lụt các khu vực ở đông bắc Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, giới chức Trung Quốc đã chi thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc cũng như vùng đông bắc Trung Quốc chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Tới nay, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ, khoảng 72,5 triệu đô la Mỹ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các vùng bị lũ lụt. Theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, Thư Lan ghi nhận mưa lớn kể từ đầu tháng với lượng mưa trung bình 111,7mm trên toàn thành phố tính đến trưa thứ Sáu tuần trước. Một trạm thời tiết trong thành phố ghi nhận lượng mưa tới 489mm trong khoảng thời gian này, gấp hơn 4 lần so với kỷ lục trước đó. Trong quá trình ứng phó khẩn cấp với bão lũ, chính quyền thành phố Thư Lan đã sơ tán 18.916 người và thiết lập 21 khu tạm trú. Thành phố cũng đã sửa chữa 26 điểm thông tin liên lạc và 85 cơ sở điện, khôi phục nguồn điện cho 6.535 hộ gia đình. Cơ quan kiểm soát lũ Thư Lan cho biết, đợt mưa tồi tệ nhất dường như đã kết thúc và đến trưa thứ Bảy, tất cả 9 hồ chứa vượt giới hạn lũ trong thành phố đang duy trì mức xả lũ hợp lý. Giới chức Thư Lan sẽ tập trung vào sửa chữa đường xá, những cây cầu, cơ sở hạ tầng điện, trạm viễn thông bị hư hỏng. Theo Tân Hoa Xã, bão số 3 đã gây sạt lở đất và lũ lụt ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc, nơi cơn bão đổ bộ trước khi tiến về phía bắc tới thủ đô Bắc Kinh. Bắc Kinh hứng mưa lớn kỷ lục trong 140 năm qua, trong khi Lâm Thành ở tỉnh Hà Bắc ghi nhận mưa lớn trên 1.000mm trong 3 ngày, tương đương lượng mưa ở vùng này trong 2 năm. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.